Điều kiện quy y. Hòa thượng thường dạy đệ tử, việc trọng đại nhất của con người là quy y Tam Bảo. Quy y không phải vì ham vui náo nhiệt, mà phải có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp, chứ không phải theo mù học mò. Lúc ở Đông Bắc, Hòa thượng ra điều kiện cho những đệ tử quy y ngài là phải mỗi ngày đảnh lễ cha mẹ và phải giá dùm một miếng vải trên áo ngài. Hòa thượng kể: lúc tôi 19 tuổi là sa di, đã có rất nhiều người muốn quy y tôi. Vì sao họ muốn quy y tôi? Vì thấy tôi dường như khác biệt với mọi người. Vào mùa đông, tôi không mang giày vớ mà đi trên tuyết, bất kể trời lạnh hay không. Mùa đông, mùa hè, tôi đều mặc 3 lớp áo vải, không mặc đồ ấm nỉ. Một số người thấy khí trời ở 34, 35 độ dưới 0 độ mà tôi vẫn không bị lạnh chết, nên họ thấy tôi rất đặc biệt, do đó có nhiều người quy y tôi. Tôi vốn không muốn nhận đệ tử, nhưng họ rất thành khẩn, quỳ trước mặt tôi cả mấy tiếng đồng hồ cũng còn quỳ ở đó. Lúc tôi ở Đông Bắc, bất cứ tôi đi đến đâu, hễ mỗi lần quy y là có mấy chục người tranh nhau tới quy y. Do đó, những vùng lân cận cách khoảng chùa tôi trong vòng 100 dặm đều có đệ tử quy y tôi. Tôi rất ít nói chuyện với họ, họ lạy tôi làm sư phụ cũng chỉ là lạy cái con người tôi như vậy thôi. Đến bất cứ nơi nào, tôi cũng ngồi thiền, rất ít nói chuyện. Vì sao? Vì ở làng tôi, ai ai cũng biết gốc gác của tôi. Người người đều biết Bạch Hiếu Tử, đều công nhận đây là một người tốt rất đáng làm thầy của họ. Vì vậy mà một số người gặp tôi, họ đều tin tưởng tôi. Có người chưa gặp tôi, họ cũng biết về tôi. Ở đây tôi cũng có chút tiếng tăm. Tôi có một điều kiện đối với các đệ tử quy y tôi ở Đông Bắc là mỗi ngày họ phải lạy cha mẹ của họ. Vì từ lúc 12 tuổi là tôi đã lạy cha mẹ, cung kính cha mẹ. Cho nên muốn quy y tôi thì ít nhất cũng phải lạy cha mẹ của họ. Tôi rất thích mọi người biết hiếu thuận cha mẹ. Đừng như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đừng chờ đến khi cha mẹ mất rồi mới hiếu thuận thì đã muộn màng. Lúc tôi thủ hiếu bên mộ mẹ, tôi mặc áo tang trắng. Khi mãn kỳ, tôi đem nhuộm đen làm áo tràng. Tôi luôn muốn mặc áo tràng đó để kỷ niệm mẹ tôi. Tôi chưa giặt áo này bao giờ, nhưng nó không dơ, cũng không hôi, lại còn thoảng mùi thơm nữa. Vì áo rách rất nhiều chỗ, do đó ở Đông Bắc hễ là đệ tử quy y tôi, mỗi người họ đều phải giúp tôi giá một chỗ. Vì vậy áo có rất nhiều chỗ chấp giá, hễ rách thì lại giá, họ giá đến cả 3 tầng. Nhưng lúc rời khỏi chùa Nam Hoa, tôi quên đem áo này theo. Tôi cứ tưởng tôi sẽ trở về chùa Nam Hoa, cuối cùng tôi đã không trở về được. Nay tôi không biết là áo tràng đó có còn ở đó nữa hay không. Làm sư phụ người ta thật không dễ chút nào. Tôi vốn không đủ đức hạnh, không xứng đáng làm sư phụ ai. Nhưng mà có rất nhiều người rất thành tâm đến quy y tôi, cho nên tôi bèn phát nguyện rằng hễ quy y tôi, làm đệ tử của tôi, phải tin tôi và biết y giáo phụng hành, thì tôi nhất định sẽ độ họ thành Phật. Nếu đệ tử quy y tôi không thành Phật, tôi cũng không thành Phật, và tôi sẽ chờ đợi cho họ thành Phật. Nhất định là khi đệ tử quy y tôi thành Phật rồi thì tôi mới thành Phật. Mỗi lần có người quy y, tôi đều nói rõ nguyện này cho họ biết. Đó là lời nguyện thốt ra từ đáy lòng của tôi. Tôi đối với đệ tử của tôi là như vậy. Còn các vị quy y tôi xong, đối với tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng không hề so đo tính toán. Tóm lại, nếu các vị y giáo phụng hành, các vị sẽ có cơ hội thành Phật. Hôm nay tôi nói ra nhân duyên khiến tôi phát nguyện như vậy cho các vị nghe. Ghi chú: sau năm 1990, Hòa thượng quán sát nhân duyên, quy định hễ ai quy y Hòa thượng phải lạy Phật 10.000 lạy,
thì người đó mới tính là đệ tử quy y Ngài. Hòa thượng kể, sau khi quy y, dù ở nhà hay ở chánh điện chùa, các vị phải lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 10.000 lạy. Như vậy mới chính thức là đệ tử quy y tôi. Vì sao phải lạy 10.000 lạy? Đó là cách tập thể dục khiến tiêu tai được thọ mạng thêm dài. Các vị nào muốn tiêu tai duyên thọ, kiết tường như ý, thì nên làm động tác thể dục này. Hiện tại con người thường cống cao ngã mạng, thấy mình hay hơn bất cứ ai, nên 10.000 lạy này cũng là cách dẹp bỏ lòng cống cao ngã mạng đó. Các vị phải lạy 10.000 lạy. Nếu các vị lại thiếu một lạy, tôi cũng không công nhận các vị là đệ tử của tôi. Tôi nói cho quý vị nghe thêm một chuyện này, là các vị đừng sợ, vì có rất nhiều chúng sanh như quỷ, thần, tiên, nhân cũng quy y tôi. Các vị nghe xong, các vị phải giữ quy cũ. Nếu các vị không giữ gìn quy cũ, thì các sư huynh đệ đó của các vị cũng sẽ trừng phạt các vị. Hỏi, phải chăng tất cả mọi người đều có cơ duyên làm đệ tử của Hòa Thượng? Hòa Thượng, các vị có chân tâm tức sẽ có duyên. Nếu không có chân tâm, thì dù có duyên cũng biến thành vô duyên. Nếu có chân tâm, thì không duyên cũng thành có duyên. Hỏi, phải làm thế nào mới đủ tư cách là đệ tử của Hòa Thượng? Hòa Thượng, phải biết sửa đổi mình.